Anh Phan nghĩ bao nhiêu phần trăm tán đổ Nguyễn Thúc Tùy Tiên? Không phần trăm. That's it. Zero. Were you born rich? Anh có giàu, anh có đẻ ra trong gia đình giàu không? Không. Không đúng không? À. Tại vì em cũng đoán trước được là anh là cũng không phải là không phải như em là để Bạn rich. gái à, có bạn gái chưa? Chưa. Em thích con gái như thế nào? Nói thật luôn ấy. Không, gái nào cũng gái. À, thích bạn gái kiểu như Gợi ý, gợi ý, gợi ý. thế nào? Okay, welcome to another episode of MAD Podcast. Today, our guest is An Phan. An Phan, please tell the people who you are. Welcome to MAD Podcast. This is the host, An Phan, and this is the guest, Thong Le, because we're going to switch midway. So today, we're going to speak in English, but we might sprinkle some Vietnamese throughout. Okay. All right, so please forgive us. There'll be subtitles. Sure. So right off the gate, I'm gonna rap my new unreleased song. It's about explaining the slang of the United States and Vietnamese. Okay, so the slang between street in the States and then in Vietnam. The street in Vietnam. Okay, okay. So, tiếng Việt là giải nghĩa gì? Giải nghĩa từ lóng ở ngôn ngữ đường phố Mỹ. Với lại, so sánh với lại ngôn ngữ đường phố Việt Nam. Alright, let's go. Yes, sir, let's get it. In the one I can bridge the gap. I came to Long Island to work, but first, where the said, they tell me less or cash, so if you wanna go through, gotta bring home. No way could adjust these, so I'm thinking of fault if we bring them back. I don't wanna get done like now. They don't understand, I'm giving them Vietnam slang, my G, my go. You say what's up, you say what want, you say wait friend, you sing drum wheel, we soon sir, cô gái Hà Lan. You call her shorty, you call her gãy nhí, đi một club cần anh đi để ý. World Cup này không phải để ý, do là bé Nhi, bé Mì Trâm Anh, bé Trúc, hay là bé Vi, xin lỗi mấy bé, anh phải lo cho my G và mấy ní. On one, if you bé nhè, yeah dig it, baby. In LA it's escalate, ở đây gọi là xe 7. Mấy thằng cà giật cà hải, tao không có chơi đâu, nhưng nhạc lên tao nhảy sao anh bảy người luôn truyền cảm hứng. Mà giọng chảy không vậy? Đi siêu đi. You say the chances, you say quận 8. You say yo, we say các bạn. You say restroom, we say toilet. We don't have guns but they man. Some man pull it about and load it. Have you heard of some gạo? Leave your anger gang, can join it. In London in SG tao như thần tiên. Nói chung là thân tao đầy tiền. Đơn giản vì tao làm việc riêng. Tập thể dục ở Lê Thị Riêng. Tao với mình là chưa bao giờ kiếm cái chữ gọi là bình yên. We say tiền, lú chén. We really call them bands. Antisocial and shake my hands. Chén trà điếu thuốc. Chén trà điếu thuốc. Chén trà điếu thuốc. Chén trà điếu thuốc. Ai? Ông ăn liquors. Sao? Những đứa trẻ tăng động. Alright. That's dope. Okay. Okay. Và đó là chương trình của chúng ta. Cảm ơn mọi người đến đây. Chương trình gặp nhau cuối tuần đến đây là hết. Alright, just An Phan. Back to thanks, man. That was dope. Thank you. Nice. We didn't get a chance to arm wrestle in Da Lat. I'm just wondering who's stronger. Who's stronger? Can we try it right now? Yeah, okay. Okay. No, okay. If you win, you host first. I win, I get one ETH. One ETH. Too much. Okay. So one lunch. One lunch. Okay. One lunch with you. Okay, okay. Like this. Yep. Okay, ready. Okay, này là dành cho chức CEO mới nha. Ai thắng sẽ. Okay, ready. Okay. Một, hai, ba. Ah! One more time. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Một, hai, ba. Ah, you good. GG. Okay. All right. I host first. All right. You go first. Whoa. I didn't think we were gonna start that way. Arm wrestle done. Done. A lot of people at home know who you are.
But there might be some people who don't. So can you guys just, can you just give them like a little intro about who you are, where you come from, how you got here today? Yeah. So my name is mình tên là Anh Phan, mình là rapper đến từ Sài Gòn. Mình còn là Anh Phan, đẹp trai, thông minh, học giỏi, giàu, self-made, tỷ phú tiền Việt Nam, rapper, video creator, founder Tăng Động, product designer, you name it, athlete. Yeah, that's it. Dope. Dope. And you grew up here or you grew up in the States? I grew up here, yeah. Born and raised in Saigon. Yeah. And then you were studying abroad in LA, right? Yeah. About 7 years ago. Okay. Studying in the state. Yeah. And what did you study? Actually, I started in high school. Yeah. Yeah, in Maine, actually. Oh, Maine, okay. Maine. And then I go back to California. Yeah. I went back to California. And then I applied to a university called Loyola Marymount. I study entrepreneurship. Yeah. I didn't study anything there. Yeah. So. Yeah, that's about it. Did you finish LMU or you drop out? I dropped out halfway. Oh, I actually kicked out. Oh, really? GPA is like 1.8 or something. Oh, sh**. I didn't study. Okay. No worries, I dropped out of uni after. Yeah. I finished one and then I went to the second one and dropped out the second one. Okay, cool. And then how did you find rap or how did you start rapping? I didn't find rap actually. Rap found me. Soundbite. No, like the lúc mà em nói tiếng Việt nha. À, nói tiếng Việt đi. Lúc mà mình đi học ILA, có một trường tên là ILA, trường tiếng Anh mà lớp 2 là mình xin ba đi học luôn tại vì mình thích cái văn hóa Mỹ quá. Mình xin ba đi học. Thì cái ngày đầu tiên vô mình gặp thằng bạn nó cũng giống giống mình. Xong nó nghe nó ghét bà cô quá, nó cho mình nghe bài Bitch Get Out of the Way của Ludacris. Ludacris, yeah. Là từ đó là ba mình cũng thích hip hop nữa. Ba là cứ đi ra mấy cái chỗ mà bán CD hay DVD hay là mấy cái ổ cứng á, ba là mình mua ổ cứng. Mua mấy cái tài liệu Eminem, Justin Timberlake đó là nghe từ đó. Sao Eminem nhảy với Justin Timberlake? Ba nghe đủ thứ hết á. Okay. Ba rất là nghệ thuật. Xong rồi yeah. Xong rồi mình có một người anh tên là Bom. Yeah. Thì một người anh đó cũng là một beatboxer. Beatboxer là từ thời 10 năm trước luôn rồi. Thì lúc đó thì Bom cũng ăn mặc như là Lil Wayne luôn rồi. Lil Wayne, tất cả là drip out Lil Wayne. Yeah. Or like Eminem and yeah. Baggy stuff. So, yeah. Yeah, I was heavily influenced like everything around me. Okay, so that's where hip hop found you. And then cái lúc mà đầu tiên mà anh Phan kiểu record là ở đâu? The record the first song or like first song ever, the first time I touched the mic. Yeah, I think in high school in the United States. Yeah. Like so, I bought like a mic and some record a song called Uber Everywhere. It's like a remix of Make in T.Y.O. Yeah, yeah. I was famous in my high school. Oh sh**. For rap battle. Yeah. Like the other Hong Kongese kid. Wait, yeah. Why Hong Kongese? In Maine? No, in California. Oh, in California. Yeah, we was like some random Asian dudes rap battle in the middle of the school and everyone was so crowded. And it's crazy. Freestyle or what? Freestyle, yeah. Freestyle. It's just like you fat as you ching chong. Yeah. It's both ching chong. What's the point? But yeah, that's one. That's where rap family is very natural. It's a natural process. Yeah. It's nothing forcing or it's. I didn't came into it thinking I'm gonna find myself in money or fame. Yeah. Like this. I'll tell you why. Because like I'm not that great in music. Are you? Right? So then I'm gonna ask you stuff that maybe like other podcasts won't ask you. I'll ask you more about your personal life or shit like that. Okay. If you're comfortable. I'm comfortable. Okay. I also have some questions from the audience. So before you came up today, I story it out. You know, okay. I asked if any of your fans have questions. Okay. And I'll bring some of their questions in as well. All right. Okay. So, anh Phan thích Cali hay là Sài Gòn hả? Sài Gòn. Sài Gòn hả? For sure. Yeah. Why? In Cali, it's very, except the entertainment industry or the creative industry, like everyone working, like from 9 to 5, every day, all day. Yeah. Come home alone. Here like năm mình sáng mình đi uống cà phê cái xong rồi đi làm the lab xong rồi chiều mình đi nhậu mình bán beer craft. Yeah, it's like very different routine and then I'm used to this more.
Yeah. Like kiểu ưng đi chơi thì đi chơi, không có cần phải hẹn trước một hai tuần ở bên Mỹ. Yeah, right? Alo. Yeah. Yeah. You feel that, right? Yeah, yeah. Other than that, like ngoài cái đó ra, ngoài cái việc mà đi chơi kiểu lúc nào cũng được ấy, thì ở Mỹ với Việt Nam nó có những cái gì khác nhau mà anh Phan thích ở Việt Nam hơn? Like the career path for me is why. It's why and I have more advantage. This is my home field advantage. Yeah. Yeah, cuz if you're famous in America in the music scene or whatever, you're famous everywhere. Yeah. So the pool, the competitive pool is like much. Yeah, yeah. Much, well, this monster out there. Like, yeah. They do anything, kill you. Yeah. So like here, I do anything. They laugh. They think I'm stupid. Yeah. I'm famous. Yeah. But would you rather be like famous in a small pond or like just a little bit famous but in a bigger place? I'm gonna be both. Yeah. So I'm gonna be famous in a small pond. Yeah. I go out. Yeah. I f***ed up the other fish. I be the biggest fish in the larger pond. That's my plan. Yeah. I'm gonna try my best. Yeah. In the States, like what are your favorite musicians? Like, which rapper do you listen to? Like, what's on your Spotify rap? Spotify. Oh, yeah. I think I love it. It's Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Okay. A$AP Rocky. Yeah. You know. Yeah. Yeah. Okay. Tyler the Creator. Yeah. One of my biggest inspiration, Kanye West. Yeah. For sure. And Sante. He's from the UK. I don't know Sante. Sant. Yeah. Damn, I have some old school names here. Let me go back old school. Biggie, Tupac. Yeah, yeah. Ice Cube. Fictional rap battle. Fictional rap battle. Jay-Z versus Nas. Jay-Z. Drake versus Ye. Drake. Oh no. Ty. Ty? Yeah. Lo G versus Unfan. Yung Finn. His girlfriend. Okay. I'm gonna loop in một câu hỏi của một khán giả của anh Phan. Yeah. Okay. Làm sao để rap đỉnh được như ngài và cảm hứng viết bài Tam Giác Bất Hữu đến từ đâu? Làm sao để rap đỉnh như mình? Không có cách. No way. Còn ý tưởng bài Tam Giác là từ kia. À, bạn quay phim kia. À, được ạ. Actually, I read like some memes that has I sent you. Yeah, yeah. Yeah. So I was reading a meme. Yeah. It has Tam Giác and Tech. Tech Jam, it's my lyrics, right? Mm. And Ice Cube and the NWA behind it. Yeah. It's like a meme. Yeah. And so like Laria was making music, you know Laria, yeah, right? Yeah. So for those of you who don't know, Laria is the producer, beat maker from Tây Ninh. And yeah, his music is good. He's my main producer. Yeah. So Laria was making a beat, funk type beat. Mm. It's a Memphis heavily influenced type beat. And then I was like just freestyling and I saw a meme and just ran into it and it's like matched perfectly, so I'm like this is it. Lúc mà anh Phan ra cái đó, Phan có nghĩ là nó sẽ kiểu 9 triệu view? Yeah, I always think like it's gonna be hit always. In my group, I have a group chat, right, for like all the crew members. Yeah, I always put the view next to it. So like my first MV, I put Tùng Chùa MV 20 triệu view. Oh shit. Yeah, yeah, something like that. I just put it into existence. Cái nào là cái mà hit nhất, cái của Tam Giác? Tam Giác hả? Yeah. Của Tam Giác lần trước, hồi sáng này xem có 9 triệu mà ta? 9 triệu 8. Còn cái kia là 20 mấy hả? Cái kia là 8 triệu mấy hả? Nhưng mà ý là that's my first song. And then, I aim for the moon and I land somewhere in between. Yeah. Does it matter? Like the views? Yeah. I don't know. I don't have a YouTube channel. Does it matter? Like it brings money and brand awareness. Yeah. But like, what's the difference between like and some 1 triệu hay là 9 triệu, nó có khác nhau nhiều không? Maybe dopamine. Yeah. Some quick dopamine rush. Yeah. That's it. Like it feels good. It feels good. Yeah. Some pleasure. Or like, có cái music nào mà anh Phan làm ra like, fuck, I shouldn't have released that. Yeah, a lot actually. No? It's like out of 10 songs, I can only pick 2 or 3. Yeah. Oh, I have a lot of trash music in here. Can show. Cannot. Một cái câu khác thực ra là của khách nhưng mà cũng là của anh luôn. Okay. Kiểu như là mỗi lần anh Phan ra nhạc đi. Yeah. Anh thấy nó sẽ đi kèm với một cái, you know, like something, right? Yeah. Like something, whether that's a video or that's like some kind of weird website. Oh yeah. or some crazy shit. Like như vậy thì mỗi lần anh Phan làm cứ phải là cứ làm phải cái còn hơn cái trước không? Kiểu like you always have to top it up. Yes.
So as I told you, mình nói là mình là bị ảnh hưởng cái văn hóa Mỹ rất là nhiều. Thì mình cũng đi lấy những cái gì mà hay nhất của người ta. Thì cái cách mà industry Việt Nam làm cái campaign là teaser, một cái leak, xong rồi một cái MV, một cái học báo rất là ok, rất là rập khuôn. Rập khuôn, it's like that all the time. It's no breakthrough. It's like there's nothing new to for people to put input in or put their attention to. So I learned from the American rappers. How to gather the attention. But do you think that at some point you're gonna have to be like, oh, crash? Yeah, I was like, oh, lên cao quá rồi, like làm sao mà lên better than the last one nữa. I used to think Phú Rồi Viên gonna be my first and only hit. But I just keep making music and it's just new ideas just pop into my head. Like you don't worry about that too much, right? I worry about that, but and then new idea comes. I came up with this song in like a day because you invite me, so let's do a song. That's dope. Yeah. And then like how much of the unfan that like the fancy is the real unfan at home, and how much of that is the artist? Mấy mươi phần trăm chắc là 65% là unfan. You guys see is me at home, and we always could feel like that. 35% is me working. We working and just learning new stuff, and fans never really see that in the front. I think I want to show fans that side as well. That's I have to work to get to like that level. It's a lot of work. A lot of sleepless nights. I got another one from the audience. Anh Phan nghĩ bao nhiêu phần trăm tán đổ Nguyễn Thúc Tùy Tiên? 0%. Cut it. Zero. Okay, last question, then I hand it over to you host. Okay. Tại sao đi học business? Sao không học music hay là học cái gì mà liên quan đến cái mà anh Phan đang làm? Thì, kinh doanh nó nằm trong máu của mình rồi. Tại vì nhà mẹ là kinh doanh, mẹ là từ rags to riches luôn. Một ví dụ điển hình luôn là mình cũng có cái gene thôi. Mẹ mình ở nhà có mấy hộp cao su á. Là lúc đó nhà mình làm cái tiệm Photoshop. Thì mình cắm mấy cái tâm, mình lấy một cái hộp tâm, mình cắm mấy cái đó vô mấy cái kẹo cao su, mình xuống dưới mình bán cho mấy anh. Mình bán 1000 cái. Lấy 50.000. Đến năm lớp 5, năm lớp 6 là mình đi chuyên đi lấy số liên lạc. Chuyên đi lấy số liên lạc trong phòng giám thị á. Mình đi bán cho mấy thằng nhóc mà bị mất, tại vì bị mất là sẽ bị hành kim yếu hơn. Mình sẽ vô, mình giả bộ kêu dạ thầy có cái gì không, xong rồi mình lấy khoảng 2-3 cuốn gì đó. Mình đi bán 1 triệu một cuốn. Tại mấy nó nhóc nó sợ lắm. Xong rồi mình lấy cái tiền vốn đó mình đi bán mấy PSP. PSP rồi được khoảng 10 mấy triệu đó. Xong rồi mình nay năm mấy? PSP là 2000 mấy? Năm lớp 6 là năm chắc em năm 2010 á. And then so the kids in the school they got into yo-yo. Yeah. Em thích mua yo-yo, em mua mấy cái yo-yo. Em order bên Mỹ và lấy mấy yo-yo 2-3 triệu em đi bán cho trường. Em lấy vốn, em lấy lời khoảng profit. Margin is like 70% or so. Rồi bây giờ tiền đó đang để đâu? Ăn chơi, lúc đó nhỏ mà ăn chơi hết rồi. Ví dụ như anh có thể đoán trước được nha, là nãy giờ mình kiểu nhảy qua tiếng Anh, nhảy qua tiếng Việt, thì dưới cái phần comment á sẽ có rất nhiều người kiểu nói chửi đúng không? Kiểu Việt Nam không lo nói tiếng Việt Nam, tại sao lại nói tiếng Anh, hoặc là nói tiếng Anh thì nói tiếng Anh cho rồi, tại sao lại quay qua nói tiếng Việt Nam? Thì sao? I think that's how we connect. Better. This is, you guys can view this as a conversation, more like a podcast. Basically, this is like a talk between two folks. Bình thường like when we hang out, we switch between English and Vietnamese all the time very natural. too. Have you moved back to Vietnam completely, or are you still going back and forth? I got to go back because I got the green card. I haven't maintained it. So what's the like? What's Anh Phan like 10 years from now? Anh Phan lúc bây giờ anh Phan mấy tuổi ta?
Năm mấy? 23. 53. Anh Phan 33 thì sao? Có con chưa? Self-made millionaire. US. US millionaire. Kid, for sure. Yeah. Because at that point, your sperm get very weaker every day. Mm. So I don't have to marry. Yeah. I got to have kids. Yeah. I want to some baby junior Antoine. Yeah. Running around and f*** shit up for me. So 33 tuổi, triệu phú, đô, có con. Yeah. Sống ở đâu? Việt Nam. Còn làm nhạc không? I don't think so. Mm. Just for fun. Yeah. I got money though. Yeah. So at that point. Yeah, so I don't... Do you care about like managing the next rappers or next generation? I do actually. Yeah. I do actually, because this is like the những đứa trẻ tăng động or the hybrid kids is like là một cái gì mà em đã mơ ước từ hồi nhỏ rồi, từ hồi nhỏ mà lúc mà em đi học á, khoảng 6-7 tuổi gì em đã ước là ở trên đời này có công việc nào mà nó má cần phải đi làm không? Yeah. Yeah. Thì đó em kiếm được rồi. Cho nên là em cũng muốn mấy người đó. Yeah. Em đã kiếm xung quanh em circle around like people like me and I want them to be able to do things that I do. Okay. Yeah, that's just f*** around and get money. So bây giờ anh Phan là host. Okay. Okay. Anh là guest. Alright. Rồi câu hỏi đầu tiên anh Tuân là anh Tuân giàu như vậy anh có thấy mệt không? Trước hết là phải đính chính là không giàu hay là chưa giàu? Chưa giàu. Hay là phải định nghĩa thế nào là giàu? Mệt hả? Chắc lần này mình tiếng Việt xíu đi hả? Để cho okay. Tiếng Việt đi. Mệt hả? Thực ra thì kiểu mệt thể xác ấy. Kiểu như đi làm rồi xong về thì cứ thấy mệt hay muốn ngủ thêm. Nhưng mà tinh thần thì lúc nào cũng là kiểu 100%. Thì là rất thích công việc. Why? Công việc. Sao? Why? Công việc. Thích vịt. Cháo vịt thanh đa. Gốc nhà lá. Tại sao anh workaholic? Kiểu anh thích là cái gì đó trong đầu thì đưa ra ngoài. Nghĩa là anh không thích kiểu để cho trong ấy. Ví dụ như anh thấy có cái ý này anh muốn làm thì anh sẽ muốn kiểu làm nó ra thật ấy. Yeah. Thì đó. Cho nên là mọi người thấy anh làm nhiều thứ là vì kiểu anh không muốn để nó trong đầu thôi. Không muốn để nó trong đầu. Có nghĩa là làm ra rồi á, mình lấy được hay không được, hay là tốt hay không tốt, hay là thích hay không thích thì mình có thể move on. Yeah. Một là làm tiếp, hai là mình bỏ qua. Còn nếu mình cứ nuôi nó trong đầu thì kiểu như mình khó chịu quá. Anh có lời khuyên nào cho những bạn trẻ đang muốn làm những ngành nghề sáng tạo giống như mình, như anh Tuân, hay là muốn như anh Tuân Lê? Cái này thì hơi quá. Không, nhưng mà phải nói lại là ngành nghề của em với ngành nghề của anh là giống nhau nha. Nghĩa là vẫn là sáng tạo. Creative. Cho nên là anh nghĩ là nó không có... Ví dụ như mấy bạn mà muốn vào làm sáng tạo, anh nói là đừng cứ nghĩ sáng tạo là một cái công ty quảng cáo hay là một công ty design gì hết. Cái ngành sáng tạo mình nó rất là lớn. Ví dụ như làm ở một cái rap group hay là làm với một cái label cũng là công việc sáng tạo. So that's totally cool with me. So cái advice thứ nhất là nghĩ rộng hơn về sáng tạo. Sáng tạo không phải là cái đó đâu. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là anh nghĩ là công việc sáng tạo nó vẫn là công việc ấy. Mọi người đôi khi cứ nghĩ là công việc sáng tạo là một cái kiểu bay không cần làm mà vẫn có nhiều tiền ấy. Yeah. Thì anh nghĩ là thứ nhất là phải định hình là công việc sáng tạo là công việc, mình có yêu công việc đó hay không thì mình nên theo. Còn nếu mình chỉ yêu sáng tạo cái end product ấy thì mọi người sẽ bị thất vọng ấy khi mọi người vào. So discipline. Mọi người phải yêu cái quy trình nữa. The process. Like you can't just love the MV, you have to love the studio too. You know what I mean? Yeah. The behind the scene. Yeah. Dễ quá. Anh Tuân mới khi nào? Hả? Mặc dình á. You asked me this. Okay, I did. 18 tuổi. 18 tuổi? Yeah, ở Mỹ. Nice. I'm in Vietnam though. Ở Việt Nam? My in Vietnam, yeah. Bạn nó tên gì? Rồi, anh quản lý thời gian ngày như thế nào? Ví dụ buổi sáng như thế nào hay là buổi trưa hay là chiều như thế nào? Mỗi ngày nó mỗi khác, nhưng mà anh nghĩ là có những vài cái quy luật chung mà anh dùng để quản lý rất nhiều công việc và thời gian của anh. Cái cách anh quản lý nó giống như là một người nông dân ấy. Có nghĩa là họ sẽ chỗ này thì họ trồng họ plant cái seed, cái chỗ này họ tưới cái cây, chỗ này họ chặt cái đốn cái củi.
Có nghĩa là mỗi ngày họ đều làm một ít. Nhưng mà kiểu sau 3 tới 6 tháng mọi người sẽ thấy có cây ăn, có trái, có rượu uống, có nhà để ở. Thì mỗi ngày họ làm một ít. Và mỗi khi làm anh focus vào một công việc thôi. Sao không để quá nhiều trứng vào một rổ mà để rải ra? Nó quay lại cái câu hỏi đầu tiên của em phải không? Tại anh có nhiều thứ. Anh muốn thử. Chứ còn anh có nhiều interest ấy. Ví dụ như anh vừa thích design. Anh vẫn vừa thích kiểu NFT hay là kiểu công nghệ. Hay là anh vẫn muốn làm kinh doanh. Thì nếu mà anh đầu tư hết vào design đó, thì anh lại bị ngứa về phần kinh doanh. Mình sẽ mình có nên kinh doanh hay không? Thì bây giờ anh làm cả hai kiểu vậy. Anh có bị ADHD không? ADHD hả? Anh nghĩ anh bị ADHD về mặt tư duy chứ không phải là về hành động. Có nghĩa là anh suy nghĩ nhiều ý tưởng ấy. Ồ hôm nay hay mình làm cái này, hôm nay mình làm cái này. Nhưng mà khi anh làm anh sẽ làm cái này cho tới, làm cái này cho tới, làm cái này, kiểu vậy. Discipline trong công việc nhưng mà ADHD trong suy nghĩ. Được cái lý do mà em hỏi cái question hồi nãy. Là tại vì nếu mà em vô các bạn vô tuân gạch ngang lê.com thì các bạn thấy là cái portfolio nó giờ 2 năm rồi chưa update. Là chưa update nha. You got your attention on a lot of things. And they work mutually well. Simultaneously well. So well, cái đó là phải add thêm một cái point nữa là cái đó là effort của một team. Phải không? Đó. Trong bất kỳ cái thời điểm nào của cái portfolio của anh cũng có những người kiểu làm chung rất là cool, rất là giỏi. Lê Minh. Lê Minh có đây không? Sao Lê Minh thôi. Were you born rich? Anh có giàu, anh có đẻ ra trong gia đình giàu không? Không. Không đúng không? Anh đẻ ra là kiểu sau chiến tranh, ba này cải tạo, mẹ anh đi vượt biên. Thì anh lớn lên với bà. Thì tới khoảng năm 91, 92 này nọ mà anh còn chưa có bốt đánh răng. So then, thì đánh răng bằng ba anh lấy mấy cái gì đó ta, lấy cái lá chanh ấy. Rap rồi xong cái đánh răng. The old school way. Old school way. Hồi xưa là nhà anh là sống ở trong cái bồn bảo vệ. Ở đâu? Cái chốt bảo vệ ở một cái cơ quan y tế ở đường Hải Phòng, ở Đà Nẵng. Đà Nẵng gang. Shout out Đà Nẵng. Mấy tuổi anh phải move vào Mỹ? 94 thì mẹ anh vượt biên qua, cái sau đó khoảng 5-6 năm gì đó mẹ bảo lãnh qua. Tại vì em cũng đoán trước được là anh là cũng không phải là không phải như em là để rich. thì anh có bước ngoặt nào từ việc bình thường để cho nên thành giàu có? Giàu có ở đây là vừa tinh thần vừa vật chất. Thì anh có một cái bước ngoặt nào không? Có một cái bước ngoặt nào anh có thể nói explain? Anh nghĩ là nhiều ấy. Ví dụ như cái bước ngoặt đầu tiên là chắc chắn là được đẻ ra ha. Sau đó là được đi Mỹ, mẹ bảo lãnh qua thay đổi cuộc đời, phải không? Còn nếu mà anh vẫn ở Đà Nẵng bây giờ thì chắc anh khá rồi. Sau đó bước ngoặt thứ hai á, là anh được đi ra thành phố khác để học. Trước là đó là San Diego, sau đó là San Francisco. Và được đi học ở Nhật, ở Tokyo. Thì mỗi cái đó là nó kiểu nó cho anh thấy là thế giới này nó lớn hơn. Đó là một mặt thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó. Sau đó là anh được đi Dubai làm việc. Nó là một bước ngoặt khác nữa. Sau đó về Việt Nam mở business, đó là bước ngoặt cuối cùng mà anh thấy là nó dẫn anh tới ngày hôm nay. Anh nghĩ tương lai của Web3 ở Việt Nam như thế nào và anh có thể giải thích Web3 cho em được không? Vì em cũng hơi mông lung cái đó. Thì anh sẽ mượn một cái lời của anh hôm trước anh phỏng vấn anh Thắng. Bên Hiệp hội Blockchain Việt Nam ấy. Thì web 1 á, là một cái cổng thông tin. Nghĩa là giống như hồi xưa em đi đến một cái website của một nhà hàng, nó nói em là nó mở cửa 9 giờ. Thì đó là web 1. Cổng thông tin, nó truyền thông tin cho em thôi. Web 2 là kiểu như Facebook. Em lên đó em đăng có ai muốn đi nhà hàng với tôi không. Có một người khác nhảy và nói đi, tao mày đi. Hai người nói chuyện với nhau, tương tác với nhau. Máy chủ ở một chỗ khác của Mark Zuckerberg. Đó là web 2. Web 3 là anh với em vào một cái nhà hàng, dùng cái ví tiền mã của mình trả tiền, không ai biết là cái ví đó của mình hết và không có ai giữ cái máy chủ hết. Là cái giao dịch này nó đã diễn ra. Cái giao dịch đó nó diễn ra trên blockchain. Thì đó là web 3. Nghĩa là nó được phi tổ chức hơn, phi tập trung. Decentralized. Yeah. So what's the future, tương lai của web 3?
Anh nghĩ mình có thể lấy cái ví dụ đó mà đẩy nó đi xa hơn. Thứ nhất là mình sẽ mất đi những cái entity như là Facebook, sẽ không có một hai ông nắm quyền, đầy quyền nữa. Đúng rồi. Mà kiểu như mỗi người mình tự chủ cái quyền của mình và cái data của mình. Ví dụ như anh đi mua bất cứ gì với cái tiền của anh không ai biết. Đúng rồi. Đó. Và anh ở trong một cái hội nào đó cũng không ai biết luôn. Đó. Thì khi mà mình được kiểu tàng hình như vậy á, thì cái suy nghĩ của mình và cái hành động mình nó sẽ thay đổi như thế nào? Anh nghĩ nó sẽ thay đổi nhiều ấy. Nếu em không biết là anh trong một cái hội private club nào đó, thì cái interaction của anh nó sẽ, em với anh nó sẽ khác nhau với cái việc là em biết anh ở trong một cái hội nào đó. Anh nghĩ là vậy. So it's personal space. It's personal, it's anonymity, like kiểu như không ai biết. Thì cái thế security. Giới security, yeah. Anh nghĩ nó sẽ thật hơn và nó sẽ... So right now it's very chaotic. Yeah, everyone yeah. knows like where you everyone at. Knows where you at. I'm at the lab. I'm from the lab. Don't let the lab. Yeah. Mà đó chỉ là một ví dụ thôi. Crazy. Còn ai đó mà lấy cái nền tảng đó mà kiểu có thể xây dựng những cái use case khác thì cái đó mình chưa biết, cái đó là tương lai. Okay. What's the future in Vietnam though? In Vietnam? That's tough, man. Okay. Tại kiểu nó biết là ai cũng giàu rồi. Chứ ai biết. Ai cũng đang build thôi. Okay. Có người thì kiểu build game, có người thì build những cái liên quan đến finance, những cái ví tiền ảo này nọ. Okay. Có người xây dựng cộng đồng NFT. Nhưng mà tôi nghĩ là chưa ai biết được tương lai nó sẽ là gì. Okay. Ai cũng đang thử thôi. So âm nhạc nữa nè. Âm nhạc là một cái khác nữa. Bây giờ ví dụ như em đăng lên Spotify phải không? Em chịu view đi. Spotify nó sẽ cho em lại bao nhiêu đó. Rất nhỏ so với giá trị em đem lại với lại khán giả của em. Phải không? Ví dụ như sau này anh có một cách nào đó connect trực tiếp với em. Và mỗi lần anh nghe đi, cái tiền của anh nó tự tới em. Okay. Em capture được nhiều cái đó hơn. Không có một ông nào đó ở Thụy Điển lấy cái tiền đó của em. Story phải Thụy Điển hả? Thụy Điển hay là Đan Mạch gì đó? Bắc Âu. Yeah, Sweden, I think. Yeah, yeah. Just bạn kidding. Gái. có bạn gái chưa? Chưa. Em thích con gái như thế nào? Nói thật luôn ấy. Không, con gái như thế nào? Con gái. Thích bạn gái kiểu như thế nào? Gửi. we have to connect intellectually. And then phải người đó phải là một người bù những điểm yếu của em. Thì thí dụ như em rất là vụng về, rất là làm rất là nhanh, thì bạn đó cũng phải có những cái điểm mạnh để em admire or like bạn đó tâm sự xuyên. Được. Yeah. Slow down. Yeah. Take a step back. Còn về kiểu ngoại hình thì không khèo, kiểu không có. Yeah, that's you gotta be pretty. I know, but like it's one step below the intellectual connection. Intellectual connection, for sure, because there's a lot of pretty girls out there. It's, yeah. But to be intellectual, it takes a lot of time. To be empathetic, it takes heart, takes times and intelligence too. Yeah. Yeah. Okay, back to you. Một cái message mình muốn gửi đến viewers. Thì đến năm 2025 thì anh Phan sẽ là rapper số 1 Việt Nam. Thì đến năm 2027 mình sẽ đi thi SEA Games ở môn điền kinh. Thì mark my words. Mấy bạn cứ nghĩ mình khùng điên đi, nghĩ gì cũng được. Nghĩ cái đế gì cũng được, comment gì cũng được. Watch me work. That's it. Anh Phan, rất cảm ơn hôm nay đến để nói chuyện với anh và chơi với anh. Dạ, cảm ơn anh. Trước khi mình đi á, có những cái gì mà kiểu nãy giờ anh em mình nói mà em thấy là đáng lẽ mình nên nói? Any last words? Yeah. So I just recently found this. Yeah. Like I always cycle with like a lot of people like. Cycle là đạp xe đạp á hả? Không. Circle okay, myself. Okay. Like around like like-minded people like myself. Mm. I never look. Thì mình lúc nào mình cũng đi chơi với mấy bạn mà giống mình đó, ví dụ như là sáng tạo giống mình hay là kiếm nhiều tiền giống mình. Kiếm nhiều tiền giống mình mới chơi nha, ít có tiền chơi. Thì lúc nào những người đó cũng rất là sáng tạo, cũng rất là giỏi, họ luôn cố gắng trong cái công việc mình làm. Và mình cũng support, mình cũng yêu thương lại những người đó. Thì giống như là một cái hệ sinh thái mà cộng hưởng với nhau. Mình ở trong cái thế giới mình lâu quá. Mình chưa bao giờ thấy được cái thế giới của cái mass media, cái của những người thị trường, những người
thì cái view của họ là mình là một cái thằng khùng, cái thằng chơi đá, cái thằng bị unconsciously người ta coi như giống như mình bị bệnh đau vậy á. Yeah, or just through interaction with people and the gossiping that I randomly got into my ears. Thì yeah, thì tự nhiên mình cũng thấy oh that's how people view me. Yeah. Because I live in, you know, in America, they, yeah, people are free. People like us are a lot. Because here, Vietnam, they, I'm famous because of that too. Yeah. Là có then, những người như vậy mà trước giờ anh Phan không có thấy, là vì anh Phan trong cái hệ sinh thái riêng của cộng đồng của em. Để tính cái máy lại là nói chung là mình bây giờ mình mới thấy là những người ghét mình cái hoàn cảnh và cái thế giới quan của họ như thế nào. Yeah. Tính cái máy lại như vậy. Thì cũng dễ hiểu tại vì mình em express myself rất là Mỹ và mình đang ở trong một cái hệ sinh thái, một cái xã hội mà rất là đây là chủ nghĩa tập thể, một ai cũng gần nhau, hàng xóm thì cái thông điệp của em luôn, cái thông điệp của em through me and những đứa trẻ vận động là tạo ra cộng đồng cho các bạn dám suy nghĩ khác biệt và làm những cái thứ mà không ai dám làm. Và các bạn có thể thể hiện nó phi tuyến tính, không phải là cần làm giống mình đâu, chỉ là các bạn tin vào điều đó và giống như anh nói là đưa nó vào hiện thực. That's beautiful. Anh muốn add thêm một cái mà anh quan sát từ em với mấy bạn của em ấy, là đó là cái cốt lõi của em muốn như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà cái mà anh thích là kiểu mọi người không có nói ra cái điều đó. Yeah, mọi người làm ra cái điều đó. Yeah. Giống như mọi người không phải là ô tôi thương nghĩ khác biệt. Mọi người hiển nhiên trong cái quá trình mọi người làm rất là natural, mọi người khác biệt. Yeah, nên anh nể cái điều đó. Thank you. Còn mà kiểu mọi người ra cái nó ồ tôi khác biệt hay là tôi cách tính cái tự nhiên. Yeah. Anh thấy rất là ngượng ấy. So anh rất là respect cái điều đó. Mình từng nghĩ là mình không khác biệt mọi người, mọi người đang thích mình tại vì mình là mình thôi. Cái bây giờ em mới thấy là mọi người thích mình vì em quá khác biệt, em là ở đâu em nói muốn sao hỏa xuống hay sao kiểu gì Minh à, Lê Minh à. Xong rồi bây giờ mới đến rồi. Bye bye mọi người đây. Giải nghĩa ADHD được không? ADHD là HD là 4, là 1080, AD là 80, 80 cái 1080. Phải. Với lại so sánh với lại ngôn ngữ đường phố Việt Nam. All right, let's yes, sir, let's get it. The thing I'm the one that can bridge the gap. I came too long, I ain't to work, but hold first, hold on, put the bridges down. Mọi người nghe nhà giống như kiểu anh giàu, siêu giàu. Cắt đoạn đó ra. bạn editor của tập này điên luôn. Mệt 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 đấy.